Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chế độ PUBG. Anh em yêu cầu khá là nhiều về chế độ này. Cái chế độ này sau khi update thì bắn rất là thích. Chế độ cũ tuy cũng thích thật nhưng bắn nhiều thì nó gây nhàm chán ấy. Cái map nó thực sự khá là bé và di chuyển một hồi thì mình lại quen hết cả map, và đồ họa thì mình không đánh giá cao. Nhưng cái phiên bản mới này thì nó đã update lại rất là nhiều đồ họa các kiểu, scope, súng ống rất là phê cần. Nhưng mình chưa nhặt được cây K98 nào bắn cho xuống tay. Bữa trước mới test game thì toàn nhặt được K98 thôi. Và sau này thì thực sự là không thể nhặt được. Không biết là nó fix lại hay sao ấy. Mấy ngày hôm sau mình chơi thì mình không thể nhận được một cây K98 nào. Thay vào đó thì toàn nhận được cái khẩu súng liên thanh. Bắn rất là chán. Bắn tầm 5 viên mà vẫn không chết người. Rồi, hôm nay thì mình sẽ vào đây. Cái khu này thì mình hay nhảy tại vì cái chỗ này hay có K98 hồi đầu ấy. Còn bây giờ thì nhảy không thấy K98 ở đâu. Toàn shotgun với lại những cái khẩu súng SMG không à. Rồi, lại cây này mới nhá. Cái định mệnh. Rồi. Cái gì đây? Bom, ok. Mình mới nhận con nhân vật nữa, các bạn thấy tươi không ạ? Test cho các bạn xem luôn. Nhìn rất là đẹp. Ở trong này có gì không? À, có ba lô. Mình vẫn để auto loot tại vì mình không biết được cái tiếng khựa nên cái việc loot đồ nó rất là khó khăn đối với mình. Và auto loot đồ nó cũng đơn giản hơn vì cái việc mà chúng ta cứ chăm chăm loot đồ mà thằng nào nó vòng ra sau lưng nó bắn không biết. À, có 4x này, tuyệt vời. Rồi, 4x thì chắc là lắp vào cái khẩu bắn liên thanh này. Hãy nghe tiếng xe đi vào nhưng không biết. À đây rồi. Ơ, bạn không thấy mình à? What the hỡi. Mình đang cầm hai súng lận đấy. Đừng đùa. Còn có gì đây? Đạn xanh. Rồi, ba lô 2. Ok. Tôi không biết là đây là ba lô 2 hay ba lô 3 nữa. Chịu, toàn tiếng cựa không à? Thằng này nhặt được cái gì không ta? Ôi trời ơi, nhặt được băng kích đạn của SMG. Chắc luôn. Nhìn cái kiểu mà thanh dài 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 như thế là của SMG ấy. Nó nhặt xe đến ship cho mình luôn. Thì mình không cần. Mình sẽ tiến vào khu vực thành phố giữa này. Ở trên PC thì cái đoạn giữa này thì nó giống với Pochinki. Vâng, ai là người Việt Nam hay nhảy vào chỗ đấy lắm. Ủa rồi, hơi bị giật. Mình thấy rất nhiều người Việt Nam thích cái chỗ Pochinki. Và đã là người Việt Nam thì phải là Pochinki. Đấy. Thì đùa với nhau vui vậy thôi. Rồi, mình phải quan sát kỹ một tí. Tại vì cái thành phố này rất là nhiều người nhảy vào. Mình chỉ thấy scope 4x thôi, vẫn chưa thấy 8x. À, bay từ nhà là bay xuống này, được rồi. Con lợn này, lợn đi đâu? Nhìn với liếc các kiểu à. Úi dồi ôi, nhanh vậy. Mình đi móc rồi chưa kịp thấy nó thấy mình rồi. Rồi, bạn chết chắc rồi bạn này. Rồi, đi luôn. Đấy, đơn giản một nốt nhạc. Không cần nhiều. Mấy tay này thì bắn nó ấy lắm. Chúng ta cứ cần, chứ không phải xoắn làm gì. Không cần phải đấu súng, đi móc là được rồi. M4 này. TPC thì mình rất thích M4 nhưng... chơi bản mobile thì mình thích bắn Skyline hơn. Tại vì cái khẩu này bắn kiểu như nếu không có giảm thanh ấy, thì bắn rất là đã. Nó không phải là âm thanh to. Nó giống như giảm thanh luôn ấy, rất là sướng. Nên các bạn nào nhặt được Skyline thì cứ nhặt thôi. Mấy khẩu này thì đam nó cũng không chênh lệch đâu nhiều không. Mình cũng thấy một điều khá là hư cấu. Khi mà Sniper AK lại dùng chung đạn với lại Skyline rất là khó chịu khi mà đạn AK nó mạnh hơn rất là nhiều. Còn sniper ấy thì K98 rất là mạnh, mà những cái khẩu liên thanh như thế này thì rất là phế vật, bắn rất là lâu mới chết người. Mình không hiểu tại sao có lúc mình bắn tận 5 phát mà không chết người, anh em hiểu là như nào rồi. Dã man. Và Red Zone kìa, mình ít khi gặp cái map sương mù, cái xác suất ra map sương mù khá là thấp. Mình thì thích bắn rồi. Mình thích bắn mấy cái map sương mù thôi, nó vui.
Rồi đợi Red Zone nó qua cái đã. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Bây giờ Red Zone nó ấy quá, không nên liều. Mình cũng có vài lần chết vì Red Zone. Cứ liều mạng, đi giữa Red Zone thế là em lại đi luôn. Nói cho mình sẽ xem còn ai không. Mình nghĩ còn rất là nhiều. Bọn này chuyên lúc khu này KFC kìa. Nhà này là bán đùi gà KFC. Con ngồi cam nãy giờ chả thấy ai. Giờ mình sẽ đi lấy xe đi phượt thôi. Phượt thôi. À đủ. Đâu ra? Đâu ra thế này? Ôi tí lấy xe đi phượt thì có ngay một con hàng nhảy vào mồm. Tuyệt vời. À, mình nghe tiếng xe đạp khá là gần. Rồi đi lút đồ đã. Tự dưng có hàng nó bay vào mồm thì phải đi lút thôi. Đây rồi. Vâng, khá là nhiều. Mình cần máu thôi. Không có K98 mà ta. Hồi đầu tiên mình toán nhặt được K98 ấy. Và cái clip đầu tiên thì thực sự mình cầm K98 nhưng không thể hiện được nhiều. Bắn công nhận phê thật. Bắn một phát cái nó rụt vào luôn. Nhưng đến bây giờ mình muốn test lại thì không được. Mấy cái hồi đầu thì ngáo quá. Mới bắn nên không có cô ấy nữa. Bây giờ biết bắn rồi thì lại không có mà bắn. Rồi chúng ta sẽ đi lấy xe. Ô cái định mệnh Red Zone nổ bay xe rồi. Thật là VL. Nhưng ở giữa map thế này em biết đi đâu về đâu đây. Đáng thế. Chắc là quay về nhà lấy cam thôi. Còn cam nãy giờ cũng không thấy ai. Thì mình sẽ đi đến khu vực zombie để cam xem có thằng nào loot zombie không. Zombie thì chắc chắn là nhiều người. Tại vì chỗ đấy cũng như là thính ấy. Nó ra rất là nhiều đồ. Rồi thính cũng bay ngang. Nhưng mình sẽ đi cam zombie. Thấy zombie thì ra rất là dễ có đồ. Chỉ cần bắn mấy con zombie là có đồ à. Còn thính thì rất là nguy hiểm. Mình đánh giá là như thế. Tại vì zombie nó trong nhà mà. Còn nhặt thính thì ngoài đường dễ chết hơn. Ủa ôi có khẩu AK này. Xe vừa nổ kìa. Rồi thấy người rồi. Nó đang chạy vào khu nhà trước mặt. Đấy cái đầu này. Cái đầu này vừa khá là khó bắn. Chắc sau clip này mình sẽ chỉnh lại cái tâm của cái 4X. Không biết là chỉnh chỗ nào. Mình không biết tiếng khựa mà. À chạy ra rồi này. Úi dồi ôi, chạy ra bên kia rồi. Ấn nhầm nút nằm ạ. Một viên. Hai viên. Úi dồi ôi, hai viên đều chết. Còn như con bò ấy. Mình rất ghét những cái khẩu súng liên thanh như thế này. Bắn chỉ bắn yếu được chứ không giết được. Rồi thôi bỏ đi. Mình nghĩ cái thằng này nó lấp vào rồi. Mình lên cam cái bọn tên này. Nhưng khá là tiếc thằng đấy mắc rào ấy. Thằng đấy đi ra từ khu vực zombie. À đây rồi. Ơn rồi. Bắn đâu bắn đâu. Trời ơi thiên nhiên. Rồi lấp vào rồi. Cơ hội để mình đi móc. Lấp vào thật rồi. Thế là bạn sẽ chết thôi. Ai hí. Này thì băng máu này. Thích băng máu không? Đấy ok. Để mình đổi lại cái Skyline này. Nó tự dưng nó nhập. Nó nhặt nhầm cái 4X lắp vào. Để mình lắp đi. Mình bắn không quen. Tầm gần thì chỉ cần những cái khẩu, những cái scope bé thôi. Ví dụ như là Red Dot. Cái thằng này cũng khá là nhiều máu. Sao không auto loot đồ đi. Trời ơi, máu thì phải loot bằng tay. Có Red Dot này.
Rồi thằng này cũng khá nhiều đạn, nhưng đạn tầm 200 viên là ok rồi, không cần nhiều. Nhặt quá nhiều nó cũng bất lợi. Sao nó cứ hay nhặt 4 lít thế nhở? Vãi nồi. Nó phải tự biết ra là trong thân mình nó có đã có 4 lít rồi, không cần nhặt thêm. Rồi máu me cũng được. Không biết thằng này có K98 không nhở? Rồi. Thằng này AK với lại MP5, không có K98. Trời ơi, cần lắm một khẩu K98 thôi. Chắc mình sẽ chạy vào bo. Ủa ơi, thằng nào bắn mình nhá? Bắn mình à? Đam mất rất là ít nha, chỉ có 2 tiết thôi. Mấy thằng nào bắn đam yếu ấy nhở? Có xe kìa. Rồi, lại mất thêm 7 tiết. Cái thằng nào bắn cái khẩu súng gì mà nó yếu vờ lờ đấy. Bắn xa thì bắn những cái khẩu rifle thôi. À mình thấy rồi. Đây rồi. Con lợn này. Úi dồi ôi, cái tâm này nó khó gì cực ý. 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên, 7 viên. Ô cái định mệnh 7 viên. Ủa ôi, đùa bố à. Sniper thì bắn 7 viên mới chích người. Bay cả nồi. Trong khi nó cùng một đạn với lại K98, mà K98 tầm 2 viên là chết rồi nhở. Mình bắn một viên là thằng kia mắc yếu. Rồi thằng kia đang nhảy ra xe kìa. Đấy mình thấy rồi, nhưng mình phải cam cái đằng sau. À thấy rồi con lợn này. Úi dồi ôi, sao không trúng nó ấy. What the hell, what the hell. Nó bắn cũng không trúng mình. Ở trước mặt đang xuống làm cái gì đấy không biết, nhưng phải quan sát thằng phía sau đã. Trước mặt từ từ đã. Ô nó mất đâu rồi. Úi dồi ôi, nó nằm xuống cỏ ấy không thấy đâu luôn ạ. Vừa lờ thật đi. Thế mình thanh lý cái thằng trước này. Ơ xe đi kìa. What. Ơ bọn này chơi co-op với nhau à. Vai, đây là chế độ solo một người đấy nhá. Kiểu đấy gì tự dưng thằng kia đi, thằng kia đứng lại. Không thể hiểu được luôn. Bọn này chơi kiểu gì. Hay nó chơi co-op với nhau nhở. Chơi kiểu team up ấy. Mà sao không đua luôn, tự dưng vào chế độ solo để chơi với nhau. Xàm thật ý. À thấy rồi. Úi dồi ôi, xe máy. Thôi 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 em té. Cứ tưởng đi bộ cơ. Đi xe máy thì thôi. Không đủ được. Đóng cửa lại. Rồi mình phải cam được cái thằng mà bắn mình. Thằng rầy rích này. À thấy nó rồi. Úi dồi ôi, đổi nhầm, đổi nhầm. Đều đứng hồi máu này. Một viên này, hai viên này. Ơ không đúng kìa. What the fuck. Phải giết được cái thằng này. Cay thằng này lắm rồi. Ôi, hết đạn rồi. Hết đạn rồi. Thôi cho mình sẽ đáp cây QBU88 này đi. Và lắp 84X vào khẩu Skyline. Úi dồi, hai thằng luôn. Gát. Để mình xem cái thằng mà bắn mình. Mày vẫn lấp ở đây à? Trườn bò này, mày bò này. Rồi, đứng này. Đứng dậy này. Rồi, ok. Con lợn này. Mày dám móc bố mày à? Hơi bị sai lầm ấy nhá. Úi dồi ôi, thiên nhiên nấp lùm. Chán đấy. Ok, mình sẽ chơi tầm gần. Rồi, 8 kill rồi, tuyệt vời. Cố lấy cái top nào. Ôi, bo bên kia cầu quá, tôi xong rồi.
Bao như này ai chơi? Đúng bao sang bên kia cầu ạ. Thằng kia tính chặn cầu à? Mày thích chặn cầu không? Một mình là đừng có hổ báo chặn cầu nhá. Còn bây giờ bo qua bên cầu thì khó rồi. Bo khó các bạn ạ. Bo này phải di chuyển sang cầu cơ. Hoặc bơi. Mình nghĩ tỷ lệ mình đai cao lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng. Vâng, phải cố gắng thôi. Mình không nghĩ mình sẽ lấy được top đâu. Tại vì bo qua bên này thì còn ok. Chứ còn bo qua bên kia cầu thì sợ rồi. Khó lắm. Nó ở trên cầu. Các bạn nhìn thấy mấy cái nhà lên cầu không ạ? Nó có thể ca mình bất cứ lúc nào. Ơ cái điện mới. Ơ à, xong rồi. Đít game. Sorry các bạn, mình vừa bị đít game mà mình mới vào lại đây. May quá, chưa chết. Ừ. Kịp bo luôn. Mình thấy ở đâu xa hình như là có người rồi. Nó lên hết trên mấy cái nhà để nó cam thì thực sự là rất là khoai. Nhưng mình sẽ cố gắng. Đâu rồi? Dưới cầu này ngon này. Rồi ok. Mình chắc chắn là bọn kia nó sẽ bo bên kia cầu. Đấy, có sai đâu. Trời ơi, vãi cả bo. À mình thấy có một thằng bơi này. Ui trên này cũng có. Rồi, một bé. Đây thấy thằng nào bơi rồi. À bên này. Úi dồi ôi, thằng này trâu vậy. Úi dồi ôi, thằng này trâu vãi cả đái. Này thì ăn máu này. Rồi, chắc mình sẽ di chuyển vào bo. Đằng xa nãy mình thấy có một cái thằng chạy vào. Nhưng mình nghĩ nó đã di chuyển vào tới nơi rồi. Ok, I'm fine. Lại một thằng nữa này. Nấp đâu rồi? Nấp đâu rồi vậy cưng ơi? À, đậu xanh. Đậu xanh. Cái gì bắn vậy? Úi dồi, đồng vai nồi. Rồi bọn chúng ta sẽ di chuyển vào bo thôi. À, thằng bên kia cầu bắn mình. Được lắm con lợn này. Tôi xong rồi. Gãy, gãy, gãy. Đừng. Đừng bắn tao. Gãy rồi. Quên giết thằng bên này. Chán thế. Ôi may quá nó đi rồi. Chán thật ý. Mình không để ý cái thằng bên này cũng có. Trời ơi. Sao lại có cái thằng là giống mình thế nhở? Cũng chạy qua đường này. Nấp ở đây. Mình nghĩ rồi nãy mình thấy có thằng chạy vào mà. Nó nấp bên này mình không để ý. Thôi không sao. Chúng ta sẽ cố gắng qua bộ. Lên chiếm lấy khu vực bò. Một xác chết đầy được. Thực ra mình nên đi viền bo thay vì đi thẳng vào bo. Mà chắc giờ này nên mình nên đi thẳng vào bo thôi. Úi dồi ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Tôi lại. Tôi lại, úi dồi ôi. Móc nó không thành. Rồi ăn máu cái đã, tính sau. Trong nhà có người. Còn 7 thằng luôn, bo này còn 7 người, đùa. Gắt vậy. Úi dồi ôi. Mày đổi súng này con lợn này. Ok. À, cái định mệnh. Gì vậy? Trời ơi, nó từ trong nhà bay ra. Vãi cả xoài, không xong rồi. Top 4. Thế không sao, mình đã cố gắng hết sức. Nó bo qua này mà. Nếu nó bo bên mình thì mình ở trong nhà, mình lợi thế. Nó ở trong nhà thì nó khác. Thôi không sao. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nhá. Bye mọi người. Mình đã cố gắng hết sức.
Nhưng top 1 của mình nó đã nhường cái bằng khác rồi.